uống thuốc để chữa bệnh hay là uống thuốc để nuôi bệnh. Thì mình trước đây mình có một cái cô, một cái dì trong nhà gia đình, thì cái công việc của cô ta là đi đem những cái thuốc này của những cái nhà sản xuất mà đem đi chào cho những cái chỗ bán thuốc ở ngoài những cái đường phố á. Thì nhiệm vụ của cô ta là để làm sao cái tiệm đó, đúng không, dùng cái thuốc đó càng nhiều càng tốt để cô ta ăn được cái hoa hồng. Thì bởi vì vậy những nhà thuốc khác nó cũng giống như vậy, nhà những cái hãng thuốc khác nó cũng giống như vậy. Thì bởi vì vậy những cái chỗ bán thuốc ở Việt Nam này nó đẩy rất nhiều. Nếu người ta biết là một viên có thể là giải quyết được công việc cho một người bệnh nhân đó, nhưng không, người ta sẽ bán cho một nắm tay, một bao để bạn về bạn uống, đúng không? Bạn uống rồi bạn chữa được cái bệnh này, nhưng bạn bệnh thêm 50 cái bệnh khác nữa, rồi bạn tới bạn mua thuốc thêm. Bởi vì vậy những cái nhà thuốc nó được nở, đúng không, nó lời nhuận nhiều quá thì nó được mở tiệm này tiệm nọ, xong nó xây thành chuỗi. Riêng ở thành phố Đà Lạt này nha, bạn có thể để không có thể đếm được hết bao nhiêu tiệm thuốc trong một cái thành phố rất nhỏ, một con đường thôi, ok, cả mấy chục tiệm thuốc mà cứ mọc lên hàng ngày, ok. Bạn vẫn nghĩ sao nếu mà bán thuốc không có lợi nhuận thì sao mà đường nào nó cũng có tiệm bán thuốc vậy, mà quá trời tiệm vậy, ok. Thì rõ ràng người ta bán thuốc nha, người ta có cái nhiệm vụ bán thuốc để người ta giữ cái bệnh của bạn, để bạn tới bạn mua lần thứ 3, thứ 5, thứ 10, thứ 15, để người ta có được nhiều lợi nhuận để người ta mở một cái chi nhánh mới. Đơn giản là vậy, ok. Nên lúc mà bạn đi mua thuốc thì bạn nên cẩn thận, bạn nên nói với người ta là bạn muốn mua thuốc ngoại thôi, đừng có mua thuốc Việt Nam nghe. Bởi biết nó mắc tiền hơn chút xíu nhưng mà nó không có nuôi cái bệnh của bạn và bệnh bạn bệnh thêm, đơn giản là vậy nghe. Và có những cái bệnh nghe là mình nhìn cái bệnh là giống như cancer hay là những cái bệnh khác nữa rất là nguy hiểm, ok. Và nó có một cái sự giải quyết giống như một cái viên, một cái loại thuốc này thôi có thể chữa được một cái bệnh này, ok, và có thể cứu sống được biết bao nhiêu ngàn triệu người, tỷ người, đúng không? Nhưng có những cái nhà sản xuất của những cái thuốc đó, ok, người ta trước đây ở bên Mỹ người ta so sánh những cái người đó còn hơn những cái người mafia nữa, nó có chi nhánh và nhóm với nhau hết, rất là ghê sợ nghe. Nếu mà bạn biết một cái gì đó mà đẩy một cái thông tin đó lên trên mạng xã hội để cho người dân dùng để tự chữa chính mình, thì người ta sẽ có phương án và đạp cái tin của bạn xuống và xử lý bạn. Nó đi không nên thế.